Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một sắc lệnh cho chiến dịch tuyển quân nghĩa vụ mới theo thông lệ vào mùa thu. Trong đó, 120.000 công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Tất cả nam giới ở Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27 được yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm. Lệnh gọi nhập ngũ này có khả năng trùng với giai đoạn đầu của chương trình động viên một phần lực lượng dự bị tại Nga đưa thêm 300.000 quân ra chiến trường Ukraine. Công ty dầu khí lớn nhất của Italia, Eni, cho biết công ty Gazprom của Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Italia bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 vì không thể trung chuyển qua Áo. Hầu hết khí đốt của Nga được chuyển đến Italia đều đi qua Ukraine, sau đó qua đường ống dẫn khí đốt ở Áo để đến với khu vực Taviso ở miền bắc Italia gần biên giới với Áo. Trước khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, Italia đã nhập khẩu 95% nhu cầu khí đốt, trong đó khoảng 45% đến từ Nga. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mario Draghi đã ký các thỏa thuận mới với các nhà cung cấp khí đốt khác để giảm sự phụ thuộc của Italia vào Nga, đồng thời đẩy nhanh sự chuyển đổi năng lượng tái tạo. Công nhân đang đình công vì lạm phát ảnh hưởng đến cuộc sống. Trong khi đó, hàng triệu người và hàng nghìn doanh nghiệp cần được cứu trợ ngay lập tức để vượt qua mùa đông sau những hóa đơn năng lượng tăng vọt. Nước Anh đang phải đối mặt với một thời điểm hết sức khó khăn về kinh tế, dẫn tới nguy cơ về bất ổn xã hội nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 10, hàng nghìn người tập trung tại các thành phố London và Leeds để biểu tình phản đối sự gia tăng chi phí sinh hoạt và năng lượng. Người biểu tình tới từ nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, mang theo biểu ngữ ủng hộ đình công và đã quá đủ, tập trung tại những nhà ga lớn nhất ở hai thành phố này. Rất nhiều công nhân và những người làm việc ở đất nước này đã cảm thấy quá đủ. Họ đã phải chịu đựng quá lâu cảnh không được làm việc, không đủ tiền trang trải hóa đơn năng lượng hay thậm chí là thức ăn. Cùng ngày, hoạt động giao thông đường sắt ở Anh cũng đã bị gián đoạn nghiêm trọng do nhân viên ngành này tiến hành cuộc đình công kéo dài 24 giờ. Đây là cuộc đình công mới nhất của nhân viên đường sắt đòi tăng lương để ứng phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do tình trạng lạm phát nghiêm trọng nhất trong hàng thập kỷ qua gây ra ở nước này. Chi phí sinh hoạt tăng cao do lạm phát đã dẫn đến làn sóng đình công của nhân viên đường sắt bưu chính trên khắp Vương quốc Anh kể từ mùa hè khi các gia đình phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Tỷ lệ lạm phát tại Anh gần đây đã lên tới 9,9% và dự báo tiếp tục tăng. Trong lúc này, Thủ tướng Anh Liz Truss đang phải vật lộn để đối phó trước cuộc khủng hoảng kinh tế mà những người tiền nhiệm để lại. Đồng bảng Anh đã mất khoảng 17% giá trị so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm. Trong khi đó, chi phí vay nợ lên mức kỷ lục và nền kinh tế được dự đoán tăng trưởng chậm nhất so với các quốc gia lớn khác. Trước đó, trong kế hoạch ngân sách nhỏ được trình bày trước Quốc hội, chính phủ của bà Truss đã đưa ra biện pháp cắt giảm thuế, trợ cấp năng lượng và các cải cách trị giá gần 225 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chấm dứt chu kỳ đình trệ. Theo đó, chính phủ Anh sẽ cần vay thêm 79 tỷ đô la Mỹ trong vòng 6 tháng tới, bất chấp những chỉ trích rằng động thái này có thể sẽ gây ra sự mất cân bằng tài chính. Bà Truss vẫn kiên quyết bảo vệ kế hoạch ngân sách. Điều rất quan trọng là chúng tôi phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đối phó với chi phí mà các gia đình đang phải đối mặt trong mùa đông này, đưa ra mức đảm bảo về giá năng lượng và còn đảm bảo rằng chúng tôi không tăng thuế vào thời điểm có rất nhiều tác nhân kinh tế gây ra bởi cuộc chiến ở Ukraine mà chúng tôi cần phải đối phó. Theo nhận định của một số nhà phân tích, Anh có thể chịu đựng loại hình khủng hoảng mà nước này phải gánh chịu trong những năm 1970 khi sự kết hợp của cú sốc năng lượng, giá cả tăng cao và chi tiêu quá lớn của chính phủ buộc nước này phải kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế cứu trợ. Đây là điều đáng báo động đối với một nền kinh tế của G7. Cơn bão Ian vẫn chưa buông thả nước Mỹ. Truyền thông nước này đưa tin số người thiệt mạng do cơn bão đã lên tới hơn 70 người, chủ yếu ở bang Florida. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định bão Ian có thể là cơn bão gây thương vong lớn nhất trong lịch sử bang Florida. Sau khi tàn phá bang Florida, cơn bão Ian tiếp tục đổ bộ bang Nam Carolina và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng trước khi tiếp tục di chuyển đến bang Bắc Carolina hoặc Virginia. Và đây là cảnh tượng tan hoang sau khi cơn bão cấp 4 trên thang 5 Saffir-Simpson gây ra.
Tất cả chúng tôi đều đang khủng hoảng, không có ai khá hơn ai. Chúng tôi đều bị tổn thương và phải cố gắng giúp đỡ nhau những gì có thể. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang gấp rút tìm kiếm những người sống sót trong các khu dân cư ngập úng và dọc theo bờ biển phía tây nam của bang Florida, nơi nhiều nhà cửa, nhà hàng và cơ sở kinh doanh bị tàn phá nặng nề khi bão Ian quét qua. Bên cạnh đó, hơn 1 triệu hộ gia đình vẫn chưa có điện sinh hoạt. Theo phân tích của công ty bất động sản CoreLogic, cơn bão đã làm tổn thất khoảng 47 tỷ đô la Mỹ và trở thành cơn bão thứ hai có sức tàn phá khủng khiếp nhất lịch sử bang Florida sau cơn bão Andrew năm 1992. Trong khi đó, tại bang ven biển Bắc Carolina, văn phòng thống đốc bang xác nhận 4 người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Ian. Hơn 55.000 người ở bang này và bang Virginia vẫn đang sống trong cảnh mất điện. Các nhà khoa học Mỹ cho rằng biến đổi khí hậu do ảnh hưởng của con người đã làm tăng 10% lượng mưa mà cơn bão Ian gây ra. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng tại Kenya đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái của khu vực này. Thiếu nước khiến cho nguồn thức ăn trong tự nhiên của động vật trở nên khan hiếm, buộc chúng phải kiếm ăn trong khu vực sinh sống của con người. Các nhà bảo tồn động vật hoang dã cho biết, nếu như không sớm có biện pháp can thiệp để bảo vệ động vật, hoặc không có mùa mưa thì các loài động vật tại đây sẽ có thể đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng mưa và bạn biết đấy, điều đó khó có thể xảy ra. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Các chuyên gia môi trường nhận định, cuộc khủng hoảng không chỉ bởi hạn hán mà việc chăn thả gia súc quá mức cũng đang làm cạn kiệt đất đai và nguồn nước, khiến các hệ sinh thái khó phục hồi sau hạn hán. Bên cạnh đó, nạn săn bắn trái phép động vật hoang dã cũng đã khiến tình hình ngày càng thêm nghiêm trọng. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của động vật mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Cụ thể là thời tiết khắc nghiệt và thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề tới sản lượng cải thảo của Hàn Quốc, dẫn tới nguy cơ thiếu hụt kim chi phục vụ người dân. Hiện ngành công nghiệp sản xuất kim chi của Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với nguy cơ kép từ giá nguyên liệu tăng vọt và sự cạnh tranh của các nhà sản xuất kim chi nước ngoài. Nhà sản xuất kim chi Cheong Wan Organic, một trong những công ty đang gặp khó khăn trong việc mua đủ số cải thảo do giá quá cao. Các nhà kho lưu trữ cải thảo bị bỏ trống, công ty này đã phải tìm đến một số loại cải thảo chất lượng kém hơn để tiếp tục sản xuất. Họ cũng buộc phải tăng giá kim chi lên 5.000 won, tương đương khoảng 83.000 Việt Nam đồng 1 kg. Chúng tôi từng sản xuất 15 tấn kim chi mỗi ngày, nhưng bây giờ mỗi ngày chúng tôi chỉ sản xuất được 10 tấn, thậm chí là ít hơn. Chúng tôi cần các giải pháp để có nguồn cung ổn định, các loại cải thảo chất lượng tốt. Để giúp giảm bớt tình hình, chính phủ gần đây đã đưa ra kế hoạch xây dựng 2 cơ sở lưu trữ cải thảo lớn vào năm 2025. Với tổng diện tích gần 10.000 m2, các cơ sở sắp được xây dựng sẽ có kích thước tương đương với 3 sân bóng đá. Chúng tôi dự định đầu tư 58 tỷ won, khoảng 40 triệu đô la Mỹ, vào việc xây dựng 2 cơ sở cung cấp nguyên liệu làm kim chi trong nước để hỗ trợ cho các công ty làm kim chi nhỏ và những người thiếu không gian bảo quản nguyên liệu. Dự án này cũng sẽ xây dựng một kho chứa có thể bảo quản 10.000 tấn cải thảo và một cơ sở có năng lực sản xuất 50 tấn kim chi mỗi ngày. Kim chi nhập khẩu từ Trung Quốc với giá thành rẻ đã vươn lên mạnh mẽ trong gần 2 thập kỷ qua, hiện chiếm 40% thị trường kim chi thương mại tại Hàn Quốc. Các nhà sản xuất kim chi Hàn Quốc đang hy vọng kế hoạch của chính phủ sẽ giúp các nhà sản xuất trong nước không bị mất thêm vị thế. Du khách đến Mỹ đang cảm thấy sức ép giá cả khi đồng đô la Mỹ tăng giá. Đồng bạc xanh đang ở mức cao nhất trong 2 thập kỷ sau các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Du khách đến Mỹ từ châu Âu hay các quốc gia khác đang phải thận trọng khi chi tiêu vì đồng đô la ngày càng tăng giá. Điều này khiến chi phí du lịch ở những thành phố ở Mỹ ngày càng đắt đỏ. Đến một nhà hàng ăn tối ưu, chúng tôi bỏ qua chuyện đó và sẽ đến những nơi bán đồ ăn nhanh để ăn một thứ gì đó. Những du khách đã từng đến Mỹ vào những năm trước đó lại càng dễ dàng cảm nhận được chi phí du lịch tăng vọt. Tôi nghĩ rằng giá cả thực sự đang tăng. Chúng tôi đến đây vào năm 2016 và có thể tận hưởng rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ vào năm 2022, tất cả mọi thứ đều tăng. Đối với khách du lịch đến từ Anh, họ càng buồn hơn khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh, trong khi đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử.